Mori đều bị đánh cắp không còn sót lại gì luôn sao? Dạ. Có thật là cậu trung sĩ Takagi đã nói như vậy với cháu không? Shhh, bác đừng nói lớn như vậy chứ. Không lẽ là đám người của tổ chức tới tìm manh mối? Dạ. Lúc nghe tin, cháu cũng không loại bỏ khả năng này. Bởi vì nếu như bọn người của tổ chức biết được chuyện viên thuốc đó, đã không thể khiến cho Shinichi mất mạng và thành phố Tokyo xuất hiện tam tử Morikuburo, một cái tên xa lạ đột nhiên trở nên nổi tiếng, thì chắc chắn chúng sẽ nghĩ Morikuburo có liên quan gì đến Kuro Shinichi. Chúng sẽ cho rằng ông ấy đã đứng đằng sau để giúp đỡ cậu ta hoặc nhờ cậu ta phá án. Với lại, một cách rất ngẫu nhiên là thời điểm cháu biến mất lại trùng với thời điểm tam tử Morikuburo xuất hiện và ngày càng lừng danh như bây giờ, nên việc chúng nghi ngờ cháu thấy cũng bình thường thôi. Nè Shinichi. Nhưng nghi ngờ chỉ là nghi ngờ thôi mà bác, chuyện cũng không có gì cần phải lo lắng lắm đâu. Dù sao thì Kuro Shinichi đã không xuất hiện một thời gian rất dài rồi. Với lại ngoài bác tiến sĩ và bạn thân của cháu ra thì cũng đâu ai biết gì cháu đã bắn thuốc mê khiến bác Mori ngủ gật rồi giúp bác ấy phá án đâu chứ. Vậy nên cháu không thể lo lắng lắm đâu bác à. Cho dù chúng có tình cờ chứng kiến những vụ án mà cháu đã giải quyết thì cùng lắm bọn chúng cũng chỉ nghĩ cháu là một đứa trẻ thông minh lanh lợi, chỉ vậy thôi. Bác tiến sĩ cũng đừng quên là chưa chắc số tài liệu về các vụ án là do bọn người của tổ chức lấy đi đó nha. Nhưng mà bác lo thiệt đó. Có một chuyện cháu có thể xác định với bác là có người đang theo dõi tam tầng ngủ gật Mori của chúng ta, nên mục đích cháu tới đây tìm bác là muốn nhờ bác giúp cháu một việc này. Ê, lại chuyện gì nữa đây? Cứ mỗi lần có chuyện gì nghiêm trọng thì cứ lại tới tìm bác. Nếu cháu cần giúp đỡ tới vậy thì sao cháu không hỏi người mà cháu tin tưởng nhất đó? Ơ sao vậy? Không lẽ bác Akasa đang giận cháu vì không báo chuyện mất cấp cho bác sớm hơn? Thiệt vậy hay sao hả bác? Chứ còn gì nữa? Thiệt tình, cháu cũng không muốn báo trễ đâu. Tất cả là do cậu ấy đó. Bác không thấy hay sao? Cậu ấy cứ nói suốt luôn còn gì. Ý của cháu là Haibara đó hả? Dạ. Bởi vì nếu để cho Haibara nghe được chuyện có ai đó đang bắt tay điều tra vụ việc này thì chắc chắn Haibara sẽ vô cùng sợ hãi, nhiều khi sợ tới mức không dám ra khỏi nhà nữa luôn. Cháu có hứa làm nếu có chuyện gì bất ổn xảy ra thì cháu sẽ cố gắng tự tìm cách giải quyết cho ổn thỏa, nhất định không để cho Haibara phải lo lắng. Cho nên trong chuyện này cháu tuyệt đối không muốn để cho cậu ấy biết được gì hết. Ủa mà Haibara đâu rồi bác? Nó vẫn còn đang nghiên cứu cái gì đó trong phòng thí nghiệm bên dưới. Bác tiến sĩ à, dù sao thì cũng không nên để cho Haibara biết gì về chuyện này. Thật sự cậu ấy không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài của mình đâu. Đúng. Giáo viên Anh ngữ và thám tử miền Tây phần đầu. Nhưng vẫn còn một điều tới giờ cháu vẫn chưa hiểu. Còn chuyện gì nữa? Kẻ đánh cắp hồ sơ các vụ án của thám tử Mori sau một thời gian đã trả chúng về trụ sở cảnh sát, vẫn không sót tập tài liệu nào hết. Thì có sao đâu, chuyện xem xong rồi đã về nguyên vẹn, bác thấy cũng bình thường thôi mà Shinichi. Đâu có bình thường đâu, nếu đã đọc xong hết thì chúng chỉ cần quăng nó đi thôi mà. Sao chúng lại phải liều đến mang số hồ sơ đó trả lại, trong khi căn bản chúng đâu cần làm vậy, đợi cảnh sát điều tra thì sao? Nếu cháu nói như vậy thì cũng là có vấn đề. Trường hợp xấu nhất có thể xảy ra chính là do chúng đã biết trước kế hoạch tiếp theo của chúng ta, hay là biết được thông tin gì của sở cảnh sát rồi. Hoặc cũng có thể là bọn chúng làm vậy vì đang muốn cố những con mồi vào bẫy. Và con mồi nhỏ xíu không béo bở gì cho lắm, đó có thể là Kudo, cậu chính là con mồi của bọn họ. Rất chính xác, mình cũng đoán như vậy. Điều tôi cảm thấy khó hiểu là nếu thực sự đây là một cái bẫy để chúng dụ cậu vào trồng thì tại sao họ lại phải mất công làm việc như vậy, cũng nguy hiểm cho họ lắm. Chuẩn luôn đó Hattori, còn rất nhiều cách đơn giản khác để tạo ra cái bẫy này mà. Trời đất ơi, cậu đang làm cái gì ở đây vậy Hattori? Chính là do ông bác này gọi cho tôi tới đây mà. Bác đang nói với tư cách là bạn thân thì tôi phải tới đây tương trợ cho Kudo giải quyết chuyện cấp bách chứ. Thiệt tình là bác không muốn Shinichi phải vất vả giải quyết mấy chuyện nghiêm trọng về một mình nên mới gọi tụi cháu tới đây. Nếu tình hình như vậy thì không khác nào chúng ta đang ngủ trong một đám mây đen, hoàn toàn ngủ mình không nhìn thấy được. Sai rồi bác tiến sĩ à, không lẽ bác nghĩ là thám tử nhí lừng danh Kudo bạn cháu khi không tự nhiên là tới đây nói về chuyện này với manh mối nhỏ xíu như vậy thôi sao? Thật ra cậu ta tới đây là có mục đích rõ ràng và muốn bàn bạc với chúng ta đó chứ, và mục đích không có gì khác chính là muốn nhờ chúng ta hỗ trợ điều tra. Sao ngài thám tử, tôi biết hết rồi đó nha. Cái mặt này tự nói là tất cả rồi đây nè. Thôi đi nha, mình nghiêm túc đó. Một cậu không nhớ chuyện mình đã nói với cậu về tai nạn ở khách sạn ngày hôm đó hay sao Hattori? Nhớ chứ, cậu tới đó với một cô bé tên là Haibara, rồi truy tìm Bisco, một thành viên của tổ chức, sau khi biết được hắn có liên quan đến vụ án nào đó. Đúng. Dạo gần đây tự nhiên mình lại nghĩ tới vụ án đó. Tại sao tên Bisco, hắn lại có chiếc găng tay màu tím để trình cho cảnh sát, trong khi đó chiếc găng mình vẫn đang giữ và chưa đưa cho ai? Không chỉ như vậy, lúc cái cảnh sát tìm thấy xác của hắn ta thì chiếc găng màu tím đã biến mất rồi. Nếu như trước đó hắn rõ ràng có găng tay để trình ra cho cảnh sát thì nó phải được tìm thấy bên xác của hắn ta mới đúng. Như vậy có nghĩa là hắn ta có đồng phạm. Vì tên đồng phạm đó biết được Bisco là một trong những người sẽ bị cảnh sát khám xét, nên hắn đã tìm cách đưa chiếc khăn tay thay thế cho Bisco trước khi cảnh sát tới kiểm tra, nên Bisco sẽ không bị nghi ngờ, còn đưa cách nào thì chưa biết. Những kẻ có khả năng đưa nó cho Bisco chính là Nanzomika, Miheyasu, Takara Yoshiharu, Tarumi Naoya, Migukara Naomichi và cuối cùng là Rizvaya. Sáu người mà mình vừa nêu tên tất cả đều là người của công chúng. Nhưng kỳ lạ là có một người trong số họ không biết gì lý do gì mà không còn xuất hiện trước công chúng từ sau vụ án đêm hôm đó. Shinichi, vậy cái người đó là? Đó chính là Rizvaya, nữ diễn viên nổi tiếng đến từ Hollywood. Chris là nữ diễn viên đệ nhị của điện ảnh Mỹ đó hả? Và cũng là người phụ nữ gợi cảm nhất hành tinh năm vừa rồi có đúng không hả? Phải. Và cũng là con gái ruột của nữ diễn viên huyền thoại Saron Vaya. Mình đã điều tra tất cả họ, nhưng cho tới thời điểm hiện tại thì cô diễn viên gợi cảm của cậu là người đáng nghi nhất. Thôi cũng đừng đau lòng Hattori, đây là gì mà cháu muốn nhờ bạn tiến sĩ giúp bọn cháu. Rồi, đưa đây. Là đường dẫn địa chỉ internet. Dạ. Đây là trang web của những người hâm mộ đang chờ đợi sự trở lại của cô ta. Bác giúp cháu truy cập trang web đó và thu thập vài thông tin của cô diễn viên này nha. Về quá khứ của cô ta, sở thích hay thói quen thường ngày, tất cả mọi thứ mà các fan biết về Chris. Song song với việc đó, cháu sẽ lên các trang web nước ngoài và cũng tìm hiểu tất cả thông tin tương tự về Chris Vaya giống như bác. Nếu được tiến hành cùng lúc, nhất định sẽ có người nghi ngờ. Cái này cũng dễ thôi, nhưng cháu định sẽ làm gì với tất cả thông tin bác tìm được? Chắc chắn có lúc những thông tin này sẽ trở nên hữu ích mà. Vẫn còn một người đó. Không phải là cậu có quen biết với một người phụ nữ ngoại quốc hay sao Kudo? Không có, nhất định không phải cô ấy đâu nha. Thì không đó. Nè, không lẽ người mà các cháu đang nói là cô giáo Jody đó hả? Jody hả? Người đó là ai vậy bác tiến sĩ? Cô Jody đó là cô giáo dạy tiếng Anh ở trường học của Ran. Ủa, Kudo không nói cháu biết hả?
Thì ra là một cô giáo dạy tiếng Anh. Ba tiến sĩ à, sao tự nhiên bác nói chuyện cho cậu ấy biết như vậy? Được lắm, vậy bây giờ chúng ta tới thăm hỏi cô giáo tiếng Anh của Ran đi. Chắc không biết ngay mà. Cô ấy sống ở đâu vậy bác? Ồ, chắc Ran biết chỗ đó. Nếu như tụi mình hợp tác phá án thành công vụ này, mình chắc chắn sẽ lấy được cái thuốc Ahotosin gì đó để làm cậu theo nhỏ thành con nít ở Kudo. Dạ, Ahotosin mới đúng đó. Cậu nghĩ người của tổ chức vậy đó to lắm hay sao? Bây giờ đi thăm cô giáo nè, nếu cậu không muốn thì cậu có thể không đi. Đáng ghét. Wow, một khu căn hộ cao cấp lắm đó nha. Giáo viên Anh văn mà có khả năng sống ở đây sao ta? Thì gia đình có tiền. Có lần ra nói với mình là ba mẹ cô giáo Judy rất giàu, làm ăn lớn lắm đó. Để mình nhớ coi, hình như lầu 21 phòng số 4 thì phải. Quên rồi. Judy Saint-Emilion, chắc là nhà này. Nghe đây Hattori, hôm nay tụi mình tới đây để thăm dò thôi nha. Cậu đừng có quá manh động đó. À, mình biết rồi mà. Nhưng mà đột ngột tới nhà người ta, cậu định lấy lý do gì đây? À, sao tự nhiên giờ hỏi mình? Đáng lẽ cậu phải soạn trước mới đúng chứ. Mới lần đầu gặp mặt, cậu nghĩ sao mà kêu mình soạn kịch bản nói với cô ta được? Thiệt vậy hả? Vậy thôi mình khỏi vô luôn, quay về thôi. Chứ giờ kiểu này là bị nghi ngờ chắc luôn á. Cái tên này đã cất công lên tận đây mà còn nói mình đi về đi. À? Ai vậy? Cô tiêu rồi. Là em đây, em là cô Nan nè cô. Cô Nan. À, cậu bé tuyệt vời, có chuyện gì không em? Dạ, em chỉ tiện đường muốn ghé thăm cô thôi. À, được rồi. Vậy em chờ có một chút nha. Đã nói không sao mà, tôi chưa say còn đi được. Cậu không cần dìu tôi, để tôi tự về nhà đi. Nhưng mà em thấy anh say lắm rồi đó tiền bối. Tôi xin lỗi hai người, cứ uống rượu vô là để lại nói năng lung tung mà thì tôi thấy ngại quá. À, dạ không sao đâu chị, tiền bối ta ca vẫn luôn như vậy, mỗi khi uống say mà tôi cũng quen rồi chị à. Sao cậu không nghĩ đó mới chính là con người thật của cậu ta? Thôi đi mà tiền bối, Kawakami sao lúc nào anh cũng tu hành anh ấy cậu vậy? Cậu im đi. Sao mà lâu dữ vậy? Tụi mình phải chờ cô ta tới bao giờ đấy? À, xin chào, tại cô vừa mới tắm xong nên hơi lâu một chút. Cô xin lỗi tụi em chờ cô ở ngoài này lâu lắm rồi phải không? Ồ, cậu bạn đây là bạn của cậu nhóc tuyệt vời cô Nam phải không? À, dạ. Mời vào, mời hai em vào nhà. Nhưng mà cô không thích nấu ăn nên cũng không có gì để đã hai đứa ăn đâu nha. Các em có muốn ra ngoài ăn gì không hả? Ờ, dạ như vậy cũng được. Rồi, vậy để cô vào trong thay đồ cái đã. Hai đứa vào phòng khách ngồi đợi cô một chút xíu nha. Em có thể vào nhà vệ sinh đi nhờ một chút được không cô? À, dạ em xin lỗi cô Jody, nhưng thiệt tình là em cũng muốn dùng nhà vệ sinh. Được rồi, nhà vệ sinh ở bên phải của tụi em đó. À, dạ tụi em cảm ơn cô. Mori, ba của Ran hả? À, dạ phải, em rất vui vì được biết cô. Nhưng mà cô cảm thấy bất ngờ lắm nha. Thật sự cô không ngờ là cậu nhóc tuyệt vời Conan lại có thể quen thân được với một người bạn ngoại quốc như em đó. Người ngoại quốc nào cô? Thì em đó. Ủa cô thấy người Nhật Bản đâu có ai da nâu đen giống em đâu. Với lại cái em phát âm tiếng Nhật nghe cũng rất là lạ tai nữa. À. Cô giáo à, giọng Osaka là giọng chuẩn của người Nhật đó cô. Osaka gì chứ? Ở Nhật Bản có món ăn nào tên Osaka hả? À, trời ơi, bà cô nước ngoài này. Là giọng địa phương thôi cô ơi, giống như giọng miền Nam nước Mỹ vậy đó. Mới đầu nghe thì không quen lắm. À, ra vậy, em nói vậy là cô hiểu rồi. À. Dù sao thì giọng Osaka là giọng chuẩn của người Nhật Bản mà. Nè Hattori, đây là cái cô lúc nãy ở trên lầu mà đúng không? À, cô ấy là bạn gái của người hàng xóm tên Takai của cô đó hai đứa à? Cô ta đang làm gì ở đây? Tại sao lại đứng ở ngoài đây chụp hình cái gì vậy chứ? Hả? Cái gì vậy? Là điện thoại di động. Tại sao nó lại rơi xuống đây? Rơi từ trên xuống đó. Nhưng mà ông ta bị rơi xuống từ tầng mấy vậy chứ? Nếu rơi từ nhà mình thì có thể anh ta rơi xuống từ lầu 21 đó. À, sao cô lại nhảy lên trên tầng đó vậy cô? Thì cô biết anh ta, anh ta là hàng xóm của cô tên Takai. Hồi nãy cô vừa mới nói với các em đó. Không thể, không thể nào là như vậy. Nó là Takai. Cô cho em hỏi, người phụ nữ này có phải là bạn gái của ông Takai hay không? Đúng vậy. Cô gì ơi, cô cho tôi hỏi là hồi nãy chúng tôi có thấy cô rời khỏi nhà của ông Takai với mấy người bạn. Vậy thì lúc đó ông Takai vẫn còn ở trong nhà có đúng không? Dạ, lúc tôi rời đi thì anh ấy vẫn còn đang ngủ ở trên giường. Nhưng tại sao lại như vậy? Tại sao anh ấy lại tự tử chứ? Tại sao? Sao cô nói là anh Takai tự tử chứ? Sao cô có thể chắc chắn được việc này? Cũng có thể là ai đó đã cố tình để anh ta từ phòng ngủ xuống đây mà. Tôi biết là cô muốn nói gì. Nhưng vì lúc đó chỉ có một mình anh Takai ở trong phòng thôi. Cửa ra vào đã bị tôi khóa và tôi chắc chắn là anh ấy chỉ có duy nhất một chồng chìa khóa, không đánh ra gì thứ hai. Từ vị trí phòng ngủ của mình, anh ấy lại ngủ rất xa nên không thể nào nghe được tiếng chuông cửa. Anh chỉ có thể là anh ấy đã tự tử mà thôi. Không đâu. Chưa thể chắc chắn là tự tử được. Ừ, dạ đúng vậy đó. Cô nhìn cái điện thoại này nè. Có phải là điện thoại của chú ấy không cô? Hình như trước lúc chết có một người tên Kawakami đã gọi cho chú ấy. Và cũng một phút trước đó chú ấy còn nhận tin nhắn từ một người tên là Nakanichi gửi tới mà cô. Không chỉ có vậy, trước khi nạn nhân từ trên cao rơi xuống, chúng tôi còn vô tình thấy được một người phụ nữ. Cô ta đứng ở đây và chụp hình tòa nhà này và hứng chụp cũng từ trên cao. Người phụ nữ đó chính là. Nói tóm lại, chúng ta sẽ tiếp tục điều tra chuyện này sau khi phía cảnh sát tới lấy lời khai của hai người đã gọi và gửi tin nhắn cho nạn nhân. Và cô cũng phải khai báo thành thật với cảnh sát đó.
hiểu rồi. Vậy ra người phụ nữ đứng trước tòa nhà này là cô. Cô đã giúp đỡ nạn nhân Thanh Thị vì cô muốn khoe với những người bạn của anh ta về chỗ ở đắt tiền này, đúng chứ? Đúng vậy. Bởi vì đây là lần đầu tiên tôi tới nhà của anh ấy. Tôi dự định sau khi chụp hình xong sẽ lên lại nhà của anh ấy. Nhưng mà không ngờ khi tôi vẫn chưa chụp hình tòa nhà này xong thì lại thấy anh ta cây rơi từ trên đó xuống rồi chứ. Những chuyện này cũng kỳ lạ lắm nha. Cô vừa mới khai với chúng tôi là cô rời khỏi nhà anh ta khi vào lúc 5 giờ chiều nay, trong khi anh ta rơi xuống lúc 6 giờ tối. Vậy có nghĩa là cô đã ở đây và chụp hình trong vòng một tiếng đồng hồ đó luôn hay sao? Không phải. Sau khi đã đưa hai người này về nhà, vì thế thời gian còn sớm nên tôi mới dòng trở lại đây rồi mới bắt đầu lấy máy ra chụp hình thôi. Hai người này say khướt nên tôi phải đưa họ về. Vậy thì cho tôi hỏi, hai anh là gì với nạn nhân Takei? Chúng tôi là đồng nghiệp, thưa thanh tra. Bọn tôi có mặt ở đây vì tối nay cả bốn người đều lên kế hoạch tổ chức ăn mừng tại nhà giám đốc Takei, bởi vì anh Takei vừa mới được thăng chức giám đốc vào sáng nay. Thật ra thì chúng tôi dự định sẽ ở lại nhà giám đốc chơi thâu đêm suốt sáng, nhưng mà vì tối nay giám đốc Takei đã uống hơi quá chén cho nên rồi cậu ta giở chứng quát nạt ầm ĩ và nói cách duy nhất có thể tiến thân trong sự nghiệp chính là không từ một thủ đoạn mà khai trừ những kẻ ngán chân mình. Tốt nhất là bất chấp hết mọi thứ, chỉ cần tập trung vào việc lên chức và ngày một thăng tiến mà thôi. Ồ, tư tưởng của nạn nhân bất chấp mọi thứ để thăng chức sao? Dạ phải. Rồi sau khi cô Shimoda đưa chúng tôi về nhà, tôi đã có gửi tin nhắn cho giám đốc và nói là xin giám đốc đừng đối xử với cấp dưới của mình như ngày xưa nữa, xin đừng để họ phải chịu trận như tiền bối Hiraya. Tiền bối Hiraya? Cô ấy chính là nhân viên lâu năm Hiraya Sumiyo, đã tự tử trong văn phòng của chúng tôi. Tự tử hả? Phải. Cô Hiraya chính là tiền bối thuộc khóa trên của cậu ta thời hai người còn học trung học, và trung học là cô ta học cùng lớp với tôi và Takei thời đại học. Cô Hiraya đối với chúng tôi mà nói giống như một người chị chỉ dạy tất cả kinh nghiệm của mình cho chúng tôi. Tôi nghĩ là cô Hiraya và cô Shimoda có mối quan hệ rất tốt, rất thân trà. Phải. Tôi đã hiểu rồi, nhưng mà sao cô ấy lại tự tử chứ? Có lẽ chị ấy rơi vào chứng trầm cảm vì bị áp lực từ công việc. Có lần tôi nghe giám đốc Takei đã nói lớn tiếng với chị ấy rằng cô phải hoàn thành tốt hết tất cả mọi việc nếu như không muốn bị sa thải. Nhưng mà lúc đó giám đốc chỉ đang nói giỡn với chị ấy thôi. Thiệt tình Takei chắc chắn đã quên luôn câu nói giỡn ác ý của mình rồi. Nên tối nay lúc về nhà thì tôi đã cố gọi điện để nhắc lại vụ việc đó cho cậu ta và nói là việc khi ra gia tự tử tất cả là lỗi của cậu đó Takei. Cậu được thăng chức như vậy là vì cậu đã dẫm lên máu của những người khác mà nói là tự tiến thân sao? Takei nghe tôi nói vậy có lẽ rất tức giận và ngay lập tức cúp máy. Rồi sau đó tôi bị cảnh sát gọi tới đây và biết được chuyện kinh khủng là cậu ấy bị rơi từ trên cao xuống. Vậy thì lý do mà nạn nhân Takei rơi xuống có thể là... Phải, có thể là như vậy. Chắc là những lời nói ác ý của tôi đã vô tình giết chết cậu ấy. Nhưng mà xin thưa với ngài thanh tra, tôi chỉ gọi nói cậu ấy như vậy thôi, không hề kêu cậu ấy tự mình nhảy xuống đây. Tất cả những gì tôi nói nãy giờ đều là sự thật, nên tôi không thể là kẻ giết người được đâu thưa ngài thanh tra. Đúng là anh không trực tiếp giết người. Nếu đã vậy, tôi xin phép về nhà nghỉ ngơi được chưa? Thiệt tình chúng tôi đã phải nói những điều này hai lần rồi đó. Hai lần sao? Thì lúc nãy hai chúng tôi cũng đã được hỏi những câu hỏi y như ngài thanh tra và các vị cảnh sát ở đây vừa hỏi luôn mà. Một người phụ nữ nước ngoài, một thanh niên trẻ nói giọng Osaka và cả một cậu nhóc nhỏ xíu đeo mắt kính nữa chứ. Vẻ? Không lẽ ba người mà anh vừa nói là... Vậy cô có biết ba người đó đã đi đâu hay không? Dạ biết, ba người họ đã lấy chìa khóa phòng của anh Takei và lên tầng 21, chắc bây giờ họ đang ở trên đó đó. Tầng 21 hả? Bác biết ngay là các cháu mà. Cũng may là các cháu chưa vào bên trong hiện trường vụ án, vậy các cháu để phục vụ lại cho cảnh sát được rồi đó. Bác nói gì lạ vậy? Tụi cháu đã vào trong và đi ra luôn rồi mà. Chúng tôi cũng đã chụp được nhiều hình lắm đó ngài thanh tra à. Rồi hả? Vậy là lúc các cháu lên đây thì cửa đã được khóa rồi đúng chứ? Dạ, đúng như lời khai của cô bạn gái. Nghĩa là từ lúc đó không có ai khác vào nhà. Vậy thì chắc đây là một vụ tự tử thiệt rồi ha. Dạ, thiệt ra ban đầu bọn cháu cũng nghĩ như vậy. Trước khi vào phòng của nạn nhân Takei và nhìn thấy tấm rèm này, bọn cháu cũng đoán là nạn nhân tự tử. Theo như bác thấy, đây có thể là nơi nạn nhân đã nhảy xuống. Gió mạnh như vậy thì rèm bị thổi ra khỏi cửa là bình thường thôi mà. Không đâu, bác nhìn kỹ lại đi. Rõ ràng là tấm rèm bị kéo bung ra khỏi đánh cửa này, với lại cái móc rèm cũng bị mất nè. Tức là nạn nhân bất ngờ bị rơi xuống và đã bám được vô cái rèm này rồi cố kéo người mình lên. Thật sự đâu có ai định tự tử mà lại bám lấy cái rèm cửa giống vậy đâu bác Meguro. Vậy không lẽ đây không phải là một vụ tự tử mà là... Là giết người. Là một vụ mưu sát, tôi nói đúng không? Và trong một căn phòng khóa kín nữa nha, một vụ án mạng bí ẩn trong phòng kín như vậy, y như trong phim hình sự Mỹ luôn đó nha. Cũng giống đó, nhưng mà cô giáo nè, tôi muốn hỏi tại sao cô lại ở đây vậy? Nãy giờ tôi chưa nói hả? Tôi ở phía bên nhà của người bị hại. Thì ra cô chính là người hàng xóm. Hai cậu nhóc thông minh kia hồi nãy đã tới thăm tôi, nhưng mà vì tôi không thích nấu ăn ở nhà, cho nên chúng tôi định ra ngoài để dùng bữa tối. Mới xuống thì xảy ra sự việc luôn đó. Dạ phải, đúng vậy Thanh ca.